Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Ất Mùi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ Kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung kim, ngày ất mùi, tức can khắc với chi, có nghĩa là mộc khắc với thổ, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm, sa trung kim, kỷ tuổi, kỵ sửu quý sửu ngày thủ hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi nhé ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành màu cục xung với sửu hình sửu hại tý phá tuất tuyệt sửu các bạn nhé về tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão và tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao u vi tinh tốt mọi việc, sao đại hồng sa tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ, sao hoang vu xấu mọi việc sao băng tiêu ngạo hán xấu mọi việc sao hà khôi xấu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng nhà cửa sao chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sao nguyệt hình xấu mọi việc sao ngũ hư kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng sao tứ thời cô cỏ Kỵ cưới hỏi sao cậu giao sáu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng nhà cửa các bạn nhé về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và tiếp theo mời các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 như sau nhé Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày có ngũ hành tí mùi tương hại. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có những cái quyết định nào đó mà bạn đưa ra khiến cho gia đình rơi vào cái sự căng thẳng không mong muốn với bạn tuổi tí nhá và bạn tuổi tí á tốt nhất là đối mặt với những cái vấn đề này và giải quyết nó lắng nghe chia sẻ của mọi người xung quanh và cuối cùng bạn sẽ biết mình cần phải làm gì và bạn tuổi tí á, bạn cũng rất chi là dội tính toán và mưu mô nữa đối bạn tuổi tí nhá trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí á ngày này bạn đang có được thực thần chiếu mệnh mang tới cho bạn có được những cái thông tin khiến cho bạn tự tí bất ngờ và ngạc nhiên thú vị nữa Đúng. nơi gia đình cũng như là ở công sở mọi thứ đều diễn ra một cách rất chi là tốt đẹp và ổn thỏa cái điều này giúp cho tinh thần của bạn tự tí rất chi là thoải mái dễ chịu cả khi làm việc lẫn khi trở về nhà nữa đó bạn tự tí nhé. và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành thủy khắc với thổ, cái điều này lại không hề có lợi cho sức khỏe của bà mệnh tuổi Tý trong ngày hôm nay nhé. Nhất là tình trạng về ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, cái điều này làm cho bạn mệnh nên đeo khẩu trang và hạn chế đi ra ngoài đường trong cái thời gian này bạn tuổi Tý nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim đừng cố làm điều mình không muốn tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cứ chính mình là đủ rồi tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa căng thẳng khiến cho bạn không được là chính mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nhận được sự giúp đỡ từ người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nên liều lĩnh nhé về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi dần. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tử xỉu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử xỉu trong ngày này bạn đang gặp ngày có ngộ hành tứ hình xung, thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tử xỉu bạn đang đối mặt với những cái mâu thuẫn trong ngày hôm nay nhé nhìn chung cái mối quan hệ xã hội tình cảm làm cho bạn tử xỉu sao nhãng nhưng bạn cần phải tập trung cao độ nhất là khi có một cái dự án quan trọng nào cần phải hoàn thành trong cái thời gian này bạn tự xỉu nhé. May mắn cho cái vận trình của bạn tự xỉu ngày thứ hai này là bạn đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ cho mọi việc, cho nên với bạn tự xỉu trong ngày hôm nay có phần được thuận lợi và dường như thời gian qua bạn tự xỉu chỉ biết chuyên tâm vào công việc và cống hiến mọi công sức nỗ lực của bạn đã được ghi nhận và đèn đáp nữa rồi bạn tuổi Sửu nhé. Cuối ngày này đối với bạn tuổi Sửu bạn nên tạm thời rời xa công việc tận hưởng cái cuộc sống của riêng mình nếu cứ vùi đầu mãi vào công việc hiệu quả chưa chắc đã là cao và bạn tuổi xỉu bạn nên biết kết hợp nghỉ ngơi khi cần thiết để hồi sức lại cho mình bạn tuổi xỉu nhé về tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim không cần thắng ai đúa làm gì. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, cố gắng tích lũy nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa, ai cũng mang lại cho bạn một bài học. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, hãy suy nghĩ trước khi nói ra. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, sự nóng này sẽ làm hỏng việc đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dần, thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Đây là cái tín hiệu tốt để cho bạn tuổi dần tận dụng cái cơ hội đang có để cải thiện tình hình về tài chính của mình nhé. Và bạn tuổi dần nếu như bạn nhận được tiền lương thì bạn mệnh nên dành ra một cái khoản để tiết kiệm tiền do công sức của mình làm ra, hãy biết quý trọng nó bạn tuổi dần nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn mệnh tuổi dần trong cái khoảng thời gian này lại không thực sự tốt cho lắm và có thể vì xa mặt cách lòng cho nên tình yêu đang dần phai nhạt dần đi và bạn tự dần bạn hãy cố gắng rút ngắn cái khoảng cách lại mai ra mới có cái cơ hội để cải thiện tình cảm giữa hai người được bạn tự dần nhé trong ngày thứ hai này đối với bạn tự dần nếu như đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển những cái vị trí về đồ đạc hay là tu sữa, đục đẽo, tránh làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi bạn tuổi dần nhé. Ngày này đối với bạn tuổi dần, cái việc cầu tài lộc hay là khai trương xuất hành cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, rất chi là thuận lợi, buôn bán cũng gặp thời, ký kết hợp đồng cũng nhiều may mắn bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp dần thuộc thủy, không nên xì xào việc của người khác, tử vi tuổi Bính dần thuộc hỏa nên tập trung vào bản thân, tử vi tuổi Mậu dần thuộc thổ có người mang tới bài học quý, tử vi tuổi Canh dần thuộc mộc nên dành thời gian chua một nửa của mình, tử vi tuổi Nhâm dần thuộc kim may mắn về tiền bạc. Được. Về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tí. Từ về tuổi mão thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, hợi Mạo mùi, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày này rất chi là tốt đẹp nhất. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, cái chuyện tình cảm của bạn các cặp đôi có thể thắp lại được cái ngọn lửa lãng mạn, nồng nàng. Còn đối với những bạn còn độc thân thì nên chủ động tìm kiếm đối tượng thích hợp cho riêng mình. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi mão bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi mão, bạn có được cái sự năng động trong kinh doanh, đầu tư có lợi và hôm nay tiền bạc về dồi dào. Cho nên bạn mệnh tuổi mão không phải lo nghĩ gì quá nhiều và bạn tuổi mão, bạn có thể chi tiền mua cái món đồ mà bạn yêu thích đã lâu. Tuy nhiên, đừng tiêu dùng quá nhiều lại ảnh hưởng tới tài chính của bản thân mình bạn tuổi mão nhé. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão, ngày này nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Vì vậy, bạn nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi mão, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành rất chi là thuận lợi. Bạn có vận gặp gỡ quý nhân, có người lớn giúp đỡ, công việc được hanh thông, ký kết hợp đồng hay là kinh doanh buôn bán đều gặp may gặp khách bạn nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy cẩn thận đánh giá từng vấn đề tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa thể hiện sự tôn trọng với mọi người tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ bạn sớm có được thành tích tốt tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nên biết chọn lọc thông tin tử vi tuổi quý mão thuộc kim cố gắng từng điều thật nhũa nhé về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu điên, màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tỵ Tử vi tuổi thìn thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi, cho nên với bạn tuổi thìn, bạn đang cảm thấy mình phải đối mặt với những cái thay đổi bất lợi, nhất là trong cái chuyện tình cảm không cảm thấy hài lòng với đối phương một số cái vấn đề nào đó đối bạn tử thìn nhé. Và bạn tử thìn, tuy nhiên bạn nên dùng những cái lời lẽ nhẹ nhàng để nối, chớ nên cáo gắt, lại làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tử thìn, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, báo hiệu tốt cho bạn tử thìn thực hiện những cái nhiệm vụ quan trọng và cần thiết và bạn tuổi thìn bạn đừng có lơ là mà bộ lỡ mất cái cơ hội đây thực sự là một ngày hiệu quả nếu như bạn muốn triển khai những cái dự án dài hơi trong tương lai của mình bạn tuổi thìn nhé ngày này đối với bạn tuổi thìn không nên thực hiện những cái công việc trọng đại như là khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay là cất nhà bởi với bạn tuổi thìn đang chịu tác động xấu của một số sao xấu như là sao cậu giao, sao nguyệt hình sao ngũ hư và sao tứ thời cô quả nhá đang có điểm báo xuất hành thì không thuận lợi có tiểu nhân hạm hại có cái sự sai sót va chạm luận về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa không nên tỏa ra hơn người. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên dành thời gian cho bản thân. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên so sánh với bất cứ ai. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy chính bạn cũng phải yêu thương lấy mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ cho nên với bạn tuổi tỵ bạn đang có được cái sự trao đổi ý tưởng với bạn bè đồng nghiệp cái điều này sẽ khuyến khích tinh thần cho bạn tuổi tỵ có được cái sự hứng khởi để bắt tay vào làm việc triển khai chúng nhá và bạn tuổi tỵ bạn đừng quên tìm kiếm những cái thông tin để có được những cái kiến thức hữu ích cho mình, giúp phát triển công việc của mình một cách tốt hơn nữa nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tỵ ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chia chở. Cái điều này giúp cho bạn tuổi tỵ bạn thêm yêu thích cái công việc học tập, do bạn nhận thấy giá trị to lớn ở nó và bạn cũng không ngần ngại chia sẻ nó với những người xung quanh, dù cái mục tiêu là gì, cũng đừng nên chần chừ quá lâu vì cái thời gian có thể làm phai mờ đi những cái sự quyết tâm và động lực của mình đó bạn tuổi tỵ nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi tỵ đang có được những cái tín hiệu tốt về tình hình tài chính của bản mệnh bằng việc tiết kiệm số tiền nhô nhỏ thôi nhưng qua thời gian bạn đã tích lũy được một cái số tiền kha khá đảm bảo cho tương lai của mình nữa rồi Đoạn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa hãy tự giúp lấy chính mình, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ ai cũng đang gặp vấn đề của riêng mình, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc chọn lọc thông tin để nghe, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim dễ gặp được quý nhân, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy có người giúp sức về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. tờ V tuổi ngọ thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để cho bạn tuổi ngọ gặp gỡ mọi người và đây cũng chính là cái thời điểm tốt để cho bạn tuổi ngọ có cái tương tác nhóm qua đó nắm bắt lấy các cơ hội tốt dành cho mình bạn tuổi ngọ nhé và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho những cái kế hoạch của bạn tuổi ngọ đang bị đổ vỡ và bạn tuổi ngọ bạn đang bị trôi đi và thiếu đi cái sự định hướng cụ thể về cái việc mình cần phải làm là gì làm thế nào và đó cũng là một cái trải nghiệm hết sức thú vị mà bạn tuổi ngọ trải qua trong ngày hôm nay. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ thì tốt nhất là bạn hãy cứ buông mình và cảm nhận tất cả những gì đến với mình bạn tuổi ngọ nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có hòa thổ tương sinh. Cái điều này làm cho cái phương diện sức khỏe của bạn lại rất chi là tốt, sức khỏe được dồi dào. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi ngọ đừng có vì công việc bọn bè mà quên đi cái việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Cuối ngày, với cái nguồn năng lượng có phần giảm sút tốt nhất là cho mình được nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim không nên vội vàng hứa với ai. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mọi việc đều có nguyên do của nó. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nhận được sự tín nhiệm. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tình cảm đong đầy. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc công việc có sai sót đoạn. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi ạ, Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngộ hành, ngọ mùi hợp nhật nguyệt. Cho nên với bạn tuổi mùi, bạn đang có được cái sự dung hòa trong cái mối quan hệ giữa người thân trong gia đình và có được một ngày rất chi là êm ả à à nhá. Bạn tuổi mùi, bạn thoải mái nghỉ ngơi mà không nghỉ ngợi gì nhiều. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được những cái lời khiên ngợi, động viên với những gì bản thân mình đã làm được. được. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi đang có cái sự khao khát, khám phá, luôn tìm tòi và chinh phục những cái đỉnh cao của trí thức và bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đây sẽ là cái cơ hội để cho bạn làm một cái việc chưa từng làm từ trước đây đến cả bạn cũng sẽ ngạc nhiên với những cái quyết định táo bạo này được nhưng trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày của thổ khí vượng cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh tuổi mùi lại không được tốt cho lắm do lịch sinh hoạt của bạn có phần bị đảo lộn việc bạn thường xuyên bủa bữa hoặc là ăn uống không đúng giờ. Đây là cái nguyên nhân gây hại cho cơ thể của bạn. Với những ai đang ăn đồ vật nên chọn hoa quả khô hoặc là các loại hạt thay vì bánh kẹo hay là bim bim mặn tủ mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, hãy chấp nhận sai suất của bản thân. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, có nhiều việc đạt như mong đợi. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, đừng mong cầu sự hoàn hảo. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, những suy nghĩ khiến cho bạn bế tắc. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, công việc có phần thuận lợi đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Quân số may mắn Số 1 Số 5 Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ Màu sắc cát tường Màu nâu Màu cam Quý nhân phù trợ Tuổi mão Tuổi dần từ vi tuổi thân thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi thân đây là cái thời điểm mà đang có những cái vấn đề về tài chính nảy sinh làm cho bạn tuổi thân thêm phần tạo cảm giác căng thẳng cho mình đấy nhé. Cùng những người thân trong gia đình, bạn tuổi thân, bạn hãy bàn bạc để đưa đến những cái kết luận mang tính dân chủ nhất về tài chính bạn tuổi thân nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy, dù có những cái mâu thuẫn được hóa giải, vì thế đừng có trách bản thân mình quá nhiều, có những cái sai sót để cho bạn nhận ra ai thực sự hiểu bạn và ai luôn chống đối ngầm với bạn thôi bạn tuổi thân nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bà tuổi thân, những nhà có thai phụ thì không nên đục đẽo hay là tiến hành sửa chữa những cái đồ đạc ở trong nhà. Bởi cái điều này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi đối với bà tuổi thân nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bà tuổi thân, cái việc cầu tài lộc hay là khai trương xuất hành sẽ không thuận lợi với bạn bởi bạn đang có cái điểm báo hao tiền mất của, tiểu nhân quấy phá, rối rắm, tranh chấp, bất đồng quan điểm, khó lòng phát triển được. Đúng. Nếu như cái công việc không thể lùi được thì bạn nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam để hạn chế những cái rủi ro đến với mình bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, hãy đối đãi một cách chân thành, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tránh xuồng xả có tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tránh tập trung vào điều tiêu cực tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ gặp chuyện không vui tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên đùa vui đúng chỗ nhé về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày có tỷ kim xuất hiện, cái điều này cho thấy với bạn tuổi dậu đang có nguy cơ vướng vào những cái rắc rối khi gặp một số cái vấn đề phiền nhiễu do người thân thiết quen thuộc và hiểu mình gây ra đẩy bạn vào cái tình huống khó xử đối bạn tuổi dậu nhé. Ngoài việc quan tâm tới lý thì bạn nên để ý tới tình một chút, tránh bị nói ra là vô cảm đối với bạn tuổi dậu nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi dậu, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại động lực cho bạn tuổi dậu, muốn cải thiện sức khỏe bằng cái việc nôi gương cho ai đó. Và bạn tuổi dậu, bạn hãy tìm hiểu cái hình mẫu phù hợp với mình để học tập nêu thôi họ làm được thì bạn cũng sẽ làm được thôi đó bạn tử dậu nhá ngày thứ hai này đối với bạn tử dậu cái việc cầu tài lộc khai trương hay là xuất hành đều rất chi là thuận lợi và bạn tử dậu bạn nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình nhé Thiêu khẩu minh ngày mùng 3 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày bạch hổ kiếp tốt Xuất hành cầu tài đều được như ý Đi hướng nam hoặc là hướng bắc đều được thuận lòng nhé Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão. Từ vi tuổi tuất thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, thìn Tuất xỉu mùi, cho nên với bạn tuổi Tuất, bạn đang có cái điểm báo, có những cái điều làm cho bạn tuổi Tuất kỳ vọng thì điều này đều không trở thành hiện thực và bạn tuổi Tuất bạn nên tùy cơ ứng biến thì hơn hôm nay là một ngày phù hợp cho những cái kế hoạch nhỏ những cái công việc lặt vặt đời thường thay vì những cái dự án quá to lớn quan trọng ở bạn đó bạn tuổi Tuất nhá và ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất ngày này cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn hỗ trợ cho nên với bạn tuổi Tuất công việc của bạn lại có phần được thuận lợi. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Tuất nắm cái vai trò chính trong cái dự án hay là chương trình nào đó. Dù công việc này ban đầu có thể gây cho bạn cái sự bối rối một chút, nhưng rồi tất cả cũng sẽ ổn định mà thôi. Bạn cần phải tự tin lên bạn tuổi Tuất nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất á, Ngày này, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này là tác nhân không tốt ảnh hưởng tới cái vấn đề sức khỏe của bản mệnh và bạn tự tuất bạn đang tự phá hoại sức khỏe của mình mà không biết cái thói quen không lành mạnh như là rượu bia hút thuốc lá ăn đồ nhiều dầu mỡ đang làm hại bạn mỗi ngày mà bạn đang cố tình bỏ qua cho mình đó bạn tự tuất nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa có thông tin bất lợi tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ gặp nhiều khó khăn, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần phải tập trung thêm, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim thuận lợi trong công việc, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có người gây cản trở đoạn. Về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Hợi thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi siêm tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, hợi mạo mùi. Cái điều này mang lại niềm tin, hy vọng mới cho bạn tuổi hợi, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, có thể bạn tự tin hơn trong các cuộc gặp gỡ người khác phái nhá Những cặp đôi tìm được chỗ dựa về tinh thần khi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi nữa đụ Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi hợi, ngày này cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có thương quan dáng họ cái điều này làm cho bạn tuổi hợi đang có cái điểm báo phải nhận kết quả không vui về một cái công việc gì đó và bạn tuổi hợi bạn không hào hứng với các hoạt động tập thể và bạn chỉ muốn tách mình ra để có được những cái phút giây riêng tư cho mình mà thôi tâm trạng của bạn tuổi hợi không được thoải mái, vui vẻ cho lắm bạn muốn đắm mình trong những cái suy nghĩ riêng thay vì tập trung cho công việc đối bạn tuổi hợi nhé. Ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của ngụ hành xung khắc, cho nên về tình hình tài chính của bạn mạnh tuổi hợi lại không được tốt chua lắm. Bạn nên hạn chế mua sắm những cái đồ dùng không thực sự cần thiết, đừng vì sở thích, rồi bạn mua xong về để đó bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa đừng nói nhiều hãy hành động tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có chứng ngại trong công việc tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không thể hoàn thành kế hoạch tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đối mặt với khó khăn tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy tình yêu càng thêm vượng sắc nhé về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.